bình đẳng vaccine là vấn đề được nhắc đến suốt thời gian qua, khi nhiều quốc gia giàu có nhất thế giới đã dành cả năm để tích trữ vaccine COVID-19 nhiều hơn nhu cầu dân số của mình, trong khi lời hứa chia sẻ vaccine cho các nước nghèo vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn. Theo cảnh báo của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, các nước phương Tây có thể phải vứt bỏ 100 triệu liều vaccine chỉ trong vài tuần tới do người dân không tiêm hết. Trong khi đó, chỉ 7,5% người dân ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định bất bình đẳng vaccine chính là cách tự thua trong cuộc chiến chống COVID-19. Các biến thể mới là một lời nhắc nhở rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc. Bất bình đẳng vaccine chính là điều sẽ kéo dài đại dịch. Các nhà khoa học nhận định virus có nhiều khả năng đột biến ở những nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp và nguy cơ lây nhiễm cao. Các biến thể xuất hiện trong quá khứ đều xuất phát từ những nơi từng trải qua các đợt bùng phát lớn không kiểm soát được, như biến thể Alpha lần đầu tiên được phát hiện ở Anh vào tháng 12 năm ngoái, hoặc biến thể Delta lần đầu tiên tìm thấy ở Ấn Độ vào tháng 2 năm nay. Và lần này là biến thể Omicron được xác định lần đầu ở Nam Phi. Trong số 8 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lệnh cấm du lịch liên quan đến biến thể Omicron, tỷ lệ dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine dao động từ 5,6% ở Malawi đến 37% ở Botswana. Các nhà khoa học cho biết sự xuất hiện của các biến thể mới là hệ quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm. Mục tiêu của WHO là có 40% dân số của tất cả các quốc gia được tiêm chủng vào cuối năm 2021, đến giữa năm tới là 70%. Tuy nhiên, mục tiêu này dường như đã nằm ngoài tầm với. Do đó, thế giới cần phải tăng tốc xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng vaccine để ngăn chặn những biến thể mới như Omicron xuất hiện.